tên là Phạm Thị Thanh Thanh, em học trường trung học phổ thông Nguyễn Khuyến. Em vừa nhận được visa đi du học Canada. Khi mà qua Canada thì em sẽ học ở bang Montreal và ở trường Kells Academy. Qua đó thì em học lại lớp 10. Em làm hồ sơ ở công ty Tân Đại Dương và chị Thúy là người đã giúp em. Chị giúp em làm thế nào để chuẩn bị hồ sơ, giúp em làm thế nào để tự tin. Em rất vui. Qua Canada thì học hành phải chuẩn bị vốn tiếng Anh thật là tốt. Để chuẩn bị vốn tiếng Anh thật tốt thì phải cần chăm chỉ. Em thì chăm chỉ trong vòng cỡ khoảng 1 hay 2 năm gì đó để học từ vựng và ôn lại tiếng Anh để cho được tăng cường cái kỹ năng tiếng Anh hơn. Để qua Canada thì ngoài cái vốn tiếng Anh thì phải có về mặt tài chính, chứng minh cho người ta thấy là mình sẽ có thể cung cấp được đủ tiền để khi mà mình đi du học Canada. Canada thì bên đó thì khí hậu khá lạnh, với lại nhưng mà chất lượng học tập thì nó rất là tốt, cho nên mình cũng khuyến khích mấy bạn qua Canada. Chúc các bạn sẽ đi hoặc là đã được đi rồi luôn thành công và vui vẻ.